Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan điểm của nhân tướng học thì bàn tay là một bộ phận giúp ta đoán định về tương lai, vận mệnh giàu sang hay nghèo khó. Chỉ cần nhìn vào lòng bàn tay hoặc độ dài ngắn của các ngón tay là ta có thể phần nào dự báo được số phận sau này của một người ra sao mà không phải tốn tiền đi xem bói, đặc biệt là đối với ngón tay út. Bạn có tin rằng ngón tay nhỏ bé này lại có phần quan trọng giúp phản ánh về cuộc đời của chủ nhân? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi ông bà ta vẫn thường nói, giàu con út, khó con út. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát khám phá bí mật đằng sau ngón tay nhỏ bé này trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Việc so sánh độ dài của ngón út với ngón áp út cũng đoán được nhiều điều thú vị về tính cách, tình yêu, cuộc sống hôn nhân, tương lai và vận mệnh của một người. Để thực hiện bài test tính cách này, xòe bàn tay ra trước mặt, sao cho ngón út sát vào ngón áp út. Theo thuật tướng số, nam tả, nữ hữu, tức là nữ xem tay phải, nam xem tay trái. Kiểu thứ nhất, người có ngón út bằng đốt thứ hai của ngón áp út. Nếu có ngón út dài bằng đường vân ở đốt thứ hai của ngón áp út, việc này thể hiện bạn là một người có trái tim tuyệt vời và luôn sẵn sàng làm việc để đạt được điều mình mong muốn. Bạn ghét sự giả dối, thiếu chân thành, không trung thực bởi vì điều đó đi ngược lại tất cả những điều mà bạn tin tưởng. Bạn cẩn trọng chăm chút cho cảm xúc của mình và không dễ dàng cởi mở với người lạ. Bạn thỉnh thoảng mới hành động một cách cởi mở nếu được là chính mình. Tuy nhiên, một khi bạn gần gũi và tin tưởng ai đó, bạn trở nên dễ bày tỏ hơn hết. Đôi mắt của bạn thường ẩn chứa nhiều cảm xúc và bạn thường suột để ngoài ra. Bạn không giống như những kẻ ngu ngốc khác, có thể làm điều gì đó vừa cộc cằn và kiêu căng. Trong công việc, bạn vô cùng siêng năng và luôn hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn. Thậm chí, công việc đó vô cùng chán nản và không đúng như mong muốn của bạn. Kiểu thứ hai, người có ngón út dài hơn đốt thứ hai của ngón áp út. Bạn dễ dàng giữ được sự bình tĩnh và tự chủ giữa sự xáo trộn và hỗn loạn. Bạn không tiếp cận những người mới một cách dễ dàng, thường xấu hổ và rụt rè trước hết. Tâm hồn của bạn vô cùng tinh tế, dù không phải lúc nào bạn cũng cố gắng thể hiện điều đó ra ngoài. Trong một số mối quan hệ, bạn thường là một người đối tác đáng tin tưởng và giàu sự hy sinh. Bạn yêu ai đó sẽ yêu bằng cả tấm lòng, tận tâm và luôn nghĩ về họ. Nếu đã đặt tâm trí vào điều gì đó, bạn sẽ tận tâm với điều đó cho đến khi nhìn thấy kết quả cuối cùng. Bạn cũng nổi tiếng với khả năng giữ bí mật, thậm chí bạn giỏi giả ngơ khi bạn biết sự thật đó từ trước. Để bảo vệ cho cảm xúc của người khác, bạn sợ tổn thương, bạn hành động như thể bạn không cần ai cả. Nhưng thực sự, sâu bên trong bạn luôn cần một người bạn tâm giao để thấu hiểu và đồng hành. Kiểu thứ ba, ngón út ngắn hơn đốt thứ hai của ngón áp út. Bạn là kiểu người không bao giờ tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Bạn dễ dàng quản giao với bạn bè và có thêm những mối quan hệ mới. Bạn luôn tôn trọng ý kiến của những người khác, dù điều đó có khác với quan điểm của bạn. Theo nhân tướng học, mẫu người này không thích sự ngạc nhiên và cảm thấy không thoải mái khi bạn không đứng trước được điều gì sẽ sắp xảy ra. Bạn cố gắng giữ sự quan tâm và vấn đề riêng của mình hết mức có thể. Điều này có thể gây lo lắng cho những người yêu thương và quan tâm đến bạn, bởi vì họ không biết chuyện gì đang cản trở và gây rắc rối cho bạn. Bạn cũng vô cùng thẳng thắn và không thích những lời đường mật và có xu hướng tìm những người bạn có tính cách này giống mình. Bạn muốn xung quanh mình sẽ toàn là những người chân thành và thật lòng. Kiểu người thứ tư. Thông thường, ngón út sẽ ngắn hơn ngón áp út. Tuy nhiên, ở một số người, ngón út sẽ bằng hoặc cao hơn ngón áp út. Sở hữu kiểu ngón út như thế này là một người vô cùng đặc biệt. Từ ngữ để mô tả tính cách của họ là quyền lực. Chữ quyền lực này chúng ta có thể tìm thấy trong tính cách của các nhà làm chính trị, các
các chính khách, các CEO hay một số người nổi tiếng. Khao khát của họ là được nắm quyền và họ hiện thực hóa khao khát đó bằng ý chí. Kiểu thứ 5, người có ngón út hơi vuông. Nếu sở hữu ngón út có hình dạng như thế này thì bạn là một người vô cùng thẳng thắn nhưng cũng rất cùn, hay nói cách khác là ngang bướng. Trong các mối quan hệ với những người nhạy cảm thì bạn sẽ khiến họ mất lòng và thậm chí bị xúc phạm. Thế nhưng sự thẳng thắn, chính trực của bạn lại là yếu tố giúp bạn có được những mối quan hệ trung thành, tin tưởng và lâu bền. Kiểu thứ 6, người có phần ngón út nhọn hình chóp. Những người có ngón tay út hình chóp nhọn là những người có tố chất của một nhà văn hay một nhà hùng biện, một diễn giả tài ba. Họ có thể bàn luận đến bất cứ vấn đề nào, bất kể tính nhạy cảm của nó. Vì vậy, họ là những người vô cùng lịch thiệp. Những người có tính cách như thế rất phù hợp với kiểu người ở phần 6 bên trên. Kiểu thứ 7, ngón út hơi cong. Ngón tay út cong thường chỉ ra sự né tránh những cuộc đối đầu. Thế nhưng, trong hầu hết các trường hợp, bạn ít sợ hãi đối đầu mà chủ yếu là vì mong muốn giải quyết mọi việc trong hòa bình. Nếu sở hữu đặc điểm ngón tay như thế này, bạn sẽ là một người môi giới giỏi, một người hàn gắn hòa bình hoặc có thể là cầu nối giữa mọi người, kể cả những người thù ghét nhau. Kiểu người thứ 8, người có chân ngón út hơi thấp. Hãy ngửa bàn tay để lòng bàn tay hướng vào phía bạn. Bạn sẽ thấy vạch khớp thấp nhất của 4 ngón tay tạo thành một hình vòng cung. Đây đều là kiểu tay vô cùng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, hãy chú ý, nếu vạch khớp cuối cùng ở ngón tay út của bạn thấp hơn đáng kể so với 3 ngón tay còn lại, thì đây sẽ là một dấu hiệu có thể nói lên phần nào tính cách của bạn. Nó cho thấy rằng bạn là một người vô cùng mơ mộng và một linh hồn đầy tham vọng. Người ta sẽ có thể dễ dàng bắt gặp bạn đang ngẩn ngơ nghĩ về việc sẽ gặp một chàng hoàng tử hay xây một tòa lâu đài trên mây. Điều đó chẳng hề đáng trách, thế nhưng điều đáng ngại đó là bạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiện thực hóa những giấc mơ và tham vọng của mình. Quý vị thân mến, bên cạnh thể xem độ dài và hình dáng ngón tay út, các bạn còn có thể thông qua đốt ngón tay để đoán tính cách của mình. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem để khám phá điều đó có đúng với bản thân bạn hay không. Đầu tiên, đốt một dài nhất. Điều đó có nghĩa rằng bạn là người dễ thu hút người khác, có khả năng ngôn ngữ tốt, khả năng quan sát của bạn cũng rất đáng nể. Đốt hai dài nhất. Điều này có nghĩa bạn là người khá có tài và kiên quyết. Bạn cũng luôn muốn giúp đỡ và chăm sóc người khác. Có lẽ vì vậy mà nhóm này sản sinh khá nhiều chuyên gia là sức khỏe và bác sĩ. Đốt ba dài nhất. Điều này có nghĩa bạn là người rất tôn trọng lẽ phải, luôn nói sự thật. Bạn cũng có khả năng ăn nói và giao tiếp xã hội tốt. Đốt hai ngắn nhất. Điều này có nghĩa bạn khá trung thành, bướng bỉnh và lười, không thích những sự thay đổi. Đốt ba ngắn nhất. Điều này có nghĩa bạn khá ngây thơ, dễ tin người. Điều này không có gì sai, nhưng để tốt hơn cho chính bạn thì nên chú ý thận trọng hơn một chút. Quý vị thân mến, thông qua việc quan sát độ dài của ngón tay cũng như hình dáng ngón tay út, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chính bản thân mình, từ đó tìm ra cách phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu để nhanh chóng đạt được thành công trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì có một số người thắc mắc rằng họ có sở hữu nốt ruồi trên ngón tay út, vậy đây có phải là điềm báo về tương lai hay không? Để có thể giải đáp những thắc mắc này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Theo các chuyên gia cho biết, còn tùy vào vị trí của nốt ruồi và màu sắc nốt ruồi mới biết chính xác được vận mệnh cũng như tính cách con người họ. Tuy nhiên, hầu hết những người có nốt ruồi ở ngón tay út đều là người rất trẻ con và có hơi lười biếng nhưng lại khá thông minh, nên dù có ra sao cũng dễ thích ứng được với cuộc sống và dễ đi đến thành công hơn người khác. Nếu đây là nốt ruồi đen, chuyện tình yêu của bạn sẽ gặp nhiều trắc trở, thậm chí sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng cũng không được êm ấm, hạnh phúc. Ngược lại, nếu trên ngón tay út là nốt ruồi son, chuyện tình cảm của bạn sẽ suôn sẻ, may mắn và đường gia đạo, công danh đều tốt. Ngoài ra, vị trí của nốt ruồi trên ngón tay út cũng nói lên rất nhiều điều. Nốt ruồi ở ngón tay út nằm trên đốt đầu. Nếu bạn là người có nốt ruồi trên đỉnh đầu ngón tay út thì hầu hết cho biết rằng bạn là người không biết cách ăn nói, dẫn đến sẽ làm tổn thương người khác và đồng thời quan hệ xã giao của bạn không mấy tốt đẹp. Điều này cũng dẫn đến đường sự nghiệp tụt dốc.
Còn nếu đây là nốt ruồi son thì bạn là người kiên định và quyết định của bạn đã đưa ra, khó ai có thể thay đổi. Điều này đã làm mọi người nghĩ rằng bạn là người bảo thủ, cố chấp không ai nghe, nhưng vẫn là điều không nên trong cuộc sống. Nốt ruồi ngón tay út nằm trên đốt giữa. Nếu bạn có nốt ruồi son ở ngón tay út và nằm ở nốt giữa thì bạn là người tài giỏi và luôn biết cách quan tâm, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Nhưng bạn lại có tính ba hoa và bịa đặt câu chuyện nên không được mọi người yêu mến, thậm chí nhiều người ghét bạn. Còn về mặt tài chính thì bạn không biết cách nắm giữ, không biết tính toán sao cho hợp lý, nên nếu đầu tư sẽ dễ bị thất bại. Chính vì vậy, không thể làm được việc lớn hoặc liên quan đến kinh doanh, buôn bán. Nốt ruồi ngón tay út nằm ở trên đốt cuối. Người này là người có tài trong kinh doanh, buôn bán, nhưng họ lại rất coi trọng vấn đề tiền bạc. Thường thì đã làm gì thì quyết tâm làm và đấu tranh đến cùng. Vì vậy mà cuộc sống của họ gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Không những vậy, họ là người rất toan tính và thông minh, nhạy bén trong mọi việc, đồng thời lại có tính quyết đoán. Nốt ruồi ở kẽ ngón tay út. Theo cách xem ngón tay út, nếu nốt ruồi nằm ở vị trí này, chứng tỏ bạn là người không biết tính toán, khả năng phán đoán kém, đầu tư lớn thường hay gặp thất bại. Do đó, bạn không phù hợp với công việc liên quan tới kinh doanh, thương mại. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.